Phun xăm sợi Hairstroke hay đưa khắc sợi Hairstroke đang là một công nghệ mài ưu việt hơn tất cả các kỹ thuật mài đang có trên thị trường hiện tại. Hairstroke mang đến cho bạn một đôi lông mày hoàn hảo với những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại, dày hơn và mảnh hơn mà tất cả các kỹ thuật phun xăm khác không có được. Ưu điểm của công nghệ phun xăm sợi Hairstroke với đầu kim thông minh, siêu nhỏ giúp dáng mày tự nhiên và chân thật, kỹ thuật nhẹ nhàng, đơn giản, không gây đau rát, sưng nề, không mất thời gian nghỉ dưỡng của khách hàng, đặc biệt tại AC Beauty Sóc Trăng với chất lượng mực được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đức và Hoa Kỳ, chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên cho nên mang đến sự an toàn tuyệt đối cho làn da, thời gian thực hiện nhanh chóng, an toàn. Quy trình thực hiện phun xăm sợi Hairstroke tại AC Beauty Sóc Trăng được thực hiện bởi đội ngũ chuyên nghiệp, bàn tay điêu luyện của các master hàng đầu trong ngành phun xăm, với tất cả các bước mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tuyệt vời. Bước 1. Tẩy trang vệ sinh sạch chân mày. Bước 2. Tỉa lông mày. Bước 3. Thiết kế dáng mày mô phỏng. Bước 4. Thực hiện sát khuẩn. Bước 5. Thực hiện đi khung định hình. Bước 6. Ủ tê. Bước 7. Thực hiện phun điêu khắc sợi Hairstroke. Bước 8. Phủ mực. Bước 9. Vệ sinh sạch sẽ mang đến cho chúng ta một đôi lông mày tự nhiên. Hãy đến với Mỹ viện quốc tế AC Sóc Trăng, địa chỉ làm đẹp quen thuộc 4547 đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Số địa chỉ hotline quen thuộc 0901 991968.